Chào mừng tất cả các anh chị đã quay lại với kênh Bất Động Sản Bầu Bàng. Trước khi bắt đầu bước vào video trong ngày hôm nay, cho Hà Giang gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới anh chị cùng với người thân trong gia đình. Một ngày mới đầy năng lượng anh chị nhé. Và những anh chị nào đang xem video của em hoặc là từ trước tới giờ vẫn đang xem video của em mà quên đăng ký thì anh chị hãy cho em một like và một đăng ký kênh anh chị nhé, để tiếp tục theo dõi những cái video sau này mà em có thể đăng lên cho anh chị xem nhé. Hiện tại thì em đang có mặt tại khu vực chợ đêm khu công nghiệp Bầu Bàng anh chị nhé. Hiện tại thì cái khu chợ đêm này cũng là ảm đạm lắm anh chị ha. Thì nói chung là nó chỉ có mặt chính ở phía ngoài thì người ta buôn bán nó hơi đông thôi, còn phía mặt ở trong chợ thì hầu như là nó cũng không được đông lắm. Như cái mặt tiền đường này là đường D3 và các cái mặt từ xưa tới giờ người ta đã cố định từ đó tới giờ người ta làm ăn thì hầu như là người ta vẫn buôn bán bình thường. Còn cái khu chợ đêm thì chủ yếu là những người mà mới tới anh chị. Và tất nhiên khi anh chị buôn bán thì anh chị phải có khách quen, và rất là nhiều người người ta đã mua rồi và sẽ quay lại mua thì đó gọi là khách quen anh chị. Hôm nay em chạy trên con đường D3 và ở đây là cái công ty Owen, là một cái công ty ở nước ngoài, công ty Đài Loan anh chị nhá. Và dân cư thì buổi sáng sớm này thì dân cư với lại công nhân, số lượng công nhân thì rất là đông anh chị ha. Bây giờ thì số lượng công nhân so với ngày trước thì như cái khu vực này thì nó rơi vào tầm khoảng là 70% anh chị. Thì ngày trước khoảng 90% thì bây giờ nó tầm khoảng là 70%. Và ở đây thì người ta vẫn đang tuyển công nhân anh chị. Có một số công ty thì vẫn là tuyển công nhân anh chị. Và chút xíu nữa em sẽ chạy lại cái bảng hiệu đó. Và nếu như anh chị nào cần việc làm thì anh chị có thể xem cái bảng đó và tìm việc làm anh chị nhé. Đây là cái tiệm vàng Kim Thanh Hoa, một cái tên rất là quen thuộc với những anh chị nào thường xem video của em. Và từ đây rẽ vào đây thì chúng ta sẽ đến cái căn nhà trọ đó anh chị. Cái căn nhà trọ này thì hiện tại bên chủ nhà đang vay ngân hàng với cái số tiền rất là lớn. Và một với một cái số tiền nói chung là có khó có cái khả năng mà chi trả, cho nên là anh chị nào cần mua thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em để được cái giá tốt anh chị nhá. Và đây cái bãi đông này anh chị. Đây cái bãi mà xe ô tô nhiều này anh chị ha. Ngay cái khúc này, đây là cái căn nhà trọ mà em muốn giới thiệu đến anh chị. Một cái căn nhà trọ thì ngang năm dài 30, 4 phòng trọ và một cái kiosk anh chị. Cái phòng trọ này thì hiện tại cũng đang cho thuê. Cái căn kiosk này người ta vẫn đang thuê bình thường anh chị nhá. Dân cư xung quanh thì ở kín rồi và nó gần chợ đêm này, gần trung tâm y tế của huyện Bầu Bàng, công an Bầu Bàng và trung tâm hành chính huyện Bầu Bàng, và từ đây đi ra quốc lộ 13 thì cũng khá là gần, tầm khoảng là 1,5 km anh chị ạ. Tất nhiên thì ở phía sau phòng trọ thì phòng nào nó cũng như phòng nào. Đây thì gồm có một cái kiosk và 4 phòng trọ và đang cho thu nhập đều anh chị nhá. Mỗi phòng trọ như vậy là đang cho thu nhập là từ 700 cho đến 900 ngàn tùy từng vị trí anh chị ạ. Thì hiện tại cái này đang cho 700 ngàn một phòng anh chị. Và cái kiosk thì cứ 1,5 triệu. Đây là cái mặt bằng chung, hầu như tất cả các cái phòng trọ đều như vậy anh chị. Trừ những cái trường hợp là khu công nghiệp Bầu Bàng mở rộng thì có những cái căn nó hơi vắng và công nhân thì không đi vào xa ở trong đó, thì mỗi phòng như vậy là nó cho thuê tầm khoảng là 600 chẳng hạn. Còn ở đây thì vẫn đang cho thu nhập là 700 đến 900 anh chị. Và cái căn nhà trọ này vẫn đang sang tên hợp đồng được anh chị. Thì nhiều anh chị nghe sang tên hợp đồng cũng không hiểu anh chị đúng không? Và từ cái mép tường này đi ra là 5m, là trừ không phải là trừ hành lang mà không được xây dựng kiên cố. Và từ cái mép nhà đi ra đằng sau là 30m, xin lỗi, là 25m, là xây là một kiosk và 4 phòng trọ anh chị. Và từ cái lề đường đi vào cái mép nhà của chúng ta là bên nhà nước là trừ ra 3m anh chị. Và lòng đường ở đây là lòng đường 9m anh chị. Và cả lề đường và cả mặt đường nó rơi vào tầm khoảng 15 và 16m anh chị nhé. Và bây giờ em sẽ giải thích về cái vấn đề pháp lý để anh chị được nắm rõ hơn về cái hình thức và cũng như là hình thức là mua anh chị nhé. Thì thí dụ như anh chị mua cái căn nhà này thì anh chị sẽ liên hệ trực tiếp với chủ cũ. Và đây là cái bảng công nhân, người ta tuyển công nhân anh chị này. Và nếu anh chị nào đang muốn tìm việc làm, anh chị có thể
lấy cái số điện thoại trên bảng hiệu, bấm dừng video lại và tìm cái số điện thoại trên bảng hiệu, và anh chị có thể là liên hệ để mà xin việc làm anh chị nhé. Nếu như anh chị mua thì anh chị sẽ cùng với người chủ cũ đi vào công ty và hai người cùng ký kết hợp đồng mua bán, và sau đó là hủy hợp đồng của người chủ cũ và sang tên trực tiếp anh chị luôn anh chị nhé. Vì ở đây là cái căn nhà mà sau này á là công ty BKMS ra sổ doanh nghiệp và doanh nghiệp sẽ một lần nữa ra sổ tên anh chị. Còn những căn mà đã ký ba bên rồi mà BKMS ra trực tiếp tên của anh chị luôn á, thì anh chị khi đã ký rồi thì anh chị bán rất là khó anh chị. Còn như căn này thì anh chị mua về và sau khi mà cái thị trường nó ổn định lại thì anh chị bán cho người khác thì anh chị vẫn sang tên bình thường. Và cái căn nhà này thì hiện tại bây giờ đang là giá 1.390.000.000 anh chị ạ. Đây, thì ngày trước giá cũng là 1.6-1.7 anh chị, và bây giờ người ta đang cần bán. Và nếu như anh chị nào có nhu cầu mua để đầu tư cũng như là mua để cho thuê hoặc là đợi ra sổ thì đây là cái cơ hội mà anh chị mua để mà đầu tư lâu dài. Đây, còn giai đoạn này thì phải đầu tư lâu dài, còn đầu tư ngắn hạn thì không được đâu anh chị ạ. À, rồi đây là cái dãy nhà thì mới xây xong và cũng đang cho thuê anh chị. Đây là cái góc ngã tư giao nhau giữa đường N9 cũng như là con đường D3, và bên kia là trường mầm non Ánh Dương. Đấy, và cái con đường này chạy thẳng tới đầu kia là trung tâm y tế huyện Bầu Bàng, và chạy vào đó là khu công nghiệp Bầu Bàng mở rộng anh chị nhé. Thì rồi, và video của em đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và nếu như anh chị nào có nhu cầu ký gửi nhà đất hay là tìm đất theo yêu cầu, hay là muốn tìm đất ngộp, anh chị có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo 0356555579 anh chị nhé. Và chúc anh chị xem video có một cái thời gian thoải mái và có nhiều sức khỏe anh chị nhé. Em xin chào và tạm biệt tất cả các anh chị.